chứ mà tiền vừa phải. Có những cái chợ xung quanh cứ sát thành đa các bạn, bưu điện cái này là công viên à. Bao nhiêu năm nay vẫn như vậy à. Đi vòng tới trước đi, những chợ xung quanh mà nước mưa từ hôm đó mình với nè, mình với ba ngày mình mới qua cà phê xưa, còn mình mới một và hai nữa hẳn cho đó bạn, còn một mình với nữa thì mình với ba ha. Đó ở đây có vẻ là khu xưa mình với hai à, khu này khu mình với hai, đây mình với một, mình với hai, mình với ba ở quán bến sông. À, có mình sẽ biết vô mình với hai đó, mình đi nghe một mình với hai rồi các bạn. Rồi bến phà mình với rồi mình vòng lại các bạn, hết rồi. Xin kính chào cô chú anh chị và các bạn đến với kênh Sài Gòn Đẹp Lắm. Kính chúc cô chú anh chị và các bạn một ngày mới tràn đầy sức khỏe nha. Hôm nay thì mình sẽ chở cô chú anh chị các bạn đi chợ khu Thanh Đa quá ha. Đi chợ quanh cơ sở Thanh Đa. Chợ Thanh Đa. Thì mình đang trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh các bạn. Mình sẽ đi tới ngã tư Đường Xanh và mình đi qua khu Thanh Đa. Rồi mình tới khu Mũi Tàu rồi, giao nhau đường Nguyễn Văn Lạc, đường Xuân Biên Nghệ Tĩnh rồi. Đây là phường 19 quận Bình Thạnh nha, cô chú anh chị các bạn. Mũi Tàu bên phải có điện máy tự do bán rất là lâu rồi, cách đây 20-30 năm rồi, từ lúc mà còn nhỏ mà. Đây là hẻm 60 Xô Viết Nghệ Tĩnh. Mình đi thẳng vô, đi thẳng tới ngã tư Hàng Xanh. Đường xá lúc này khoảng 6:30 sáng mà, thấy 6:30 sáng còn đông xe. 6:30 sáng ngày thứ năm nha các bạn, ngày thứ năm ngày 7 tháng 11. Chiếc xe VinFast vô đổ xăng. Đường phố tấp nập, khu ngã tư Hàng Xanh tấp nập xe đi qua lại.
buổi sáng sớm học sinh đi làm, cô bác đi chợ. Có cái dòng xoay giờ làm cầu thì giờ cái đồng hồ giờ bên dòng xoay cầu Điện Phủ, mình đi ngang qua ngắm cái đồng hồ và ngắm đồng hồ bây giờ là giờ bên cầu Điện Biên Phủ á. Đây đường cho biết Nghệ Tĩnh khu gần bến xe miền Đông thì đường này sẽ mở rộng các bạn. Nhà nước có dự án mở rộng đường này rồi nhưng mà chưa biết khi nào khởi động. Đây có những cái tiệm bán hay quay nè, bán đồ ăn sáng à, sáng tấp nập cửa xe bán đồ ăn sáng. Rồi bán cà phê nè, sữa cà phê nè, sữa tươi, giờ là có sữa bánh mì sâu mặn ở mặt dưới hè. Không khí nhộn nhịp, đi ngược chiều nó nhiều xe thì khó đi ngược chiều quá. Đường này đi thẳng lên quốc lộ 13 các bạn, thẳng về ngã tư Bình Phước, ở Bình Dương luôn. Chúng ta tới cầu Sơn. Cầu Sơn các bạn, rạch cầu Sơn thì chạy suốt tới chùa Long Nhân Tự luôn. Đây có đường đi ra đi Bộ Lĩnh nè. Cầu này cũng mới lại cái làm cái thành cầu là mới mẻ nè. Có những cái tiệm bán bánh bao, bánh mì buổi sáng. Mấy bao bánh bao chèm bánh mì là được rồi. Bánh mì rồi bánh chưng, bánh dày là được đầy đủ rồi, đồ ăn sáng rồi. Đường này vẫn đông xe về cao điểm nè. Xe dính dính từng cái luôn. Ờ, xe biết ở không lớn luôn, biết đi sao xe biết xe lớn cẩn thận luôn chú anh chị các bạn. Đó, xe lớn rồi chạy khách xuống ở. Đi mình xe lớn là ở. Rồi đi thẳng thẳng qua cầu. Thank you.
Nhân Khiêm. Mình đi vòng rồi mình đi vòng về Ninh Bộ Lĩnh. Khu Thành Đà mình cũng quay cách đây nửa năm, lâu lắm mới trở lại khu này. Chưa biết Nghệ Tĩnh đó các bạn. Ừ. Chùa Bú Liên bên phải mình. Phường 25, phường 25 Bình Thạnh. Đây có những con đường đi thông qua D1, D2 nè. Rất là tiện. Ở ngoài phải đây nè các bạn. Rồi chúng ta tiến thẳng qua cầu. Nhiều đông xe dữ trời. À các bạn đi học, bạn nhỏ đi học. Nhiều bạn không ra, bạn nhỏ không đội nó nguy hiểm, mà nguy hiểm đi xe máy không đội rất là nguy hiểm. Cái đường kia là từ khu ung D1 D2 vợ vô lên đông xe. Rồi chúng ta tới đường Bình Quế rồi các bạn. Khu Bình Quế nè. Đường Bình Quế. Đường Bình Quế rồi cháu Vịt Thanh Đa gốc Nhà Lá. Ở cửa xe Thanh Đa, cái chợ xung quanh. Đi dạo quanh đi cái mực tiền mình qua phải ha. Chứ mực tiền qua phải. Có những cái chợ xung quanh cửa sát Thanh Đa các bạn. Bưu điện cái này là công viên nè. Bao nhiêu năm nay vẫn như vậy nha. Đi vòng đi, đi vòng tới trước đi. Những chợ xung quanh các bạn. Nước mưa từ hôm. Thành
Công viên tập thể thao mày. Khu cơ sở thành ra đồng xe quá hả, đường sở thành ra buổi sáng đồng rút bà con đi chợ buổi sáng nè, những chợ nè, chợ tự bán ở ngoài cũng là tự phát kìa, bán chừng tới trưa là sạch sẽ đường xá để hợp cho buổi sáng thôi. Từ tỉnh xuống mà nhiều khi nhiều cô bác được xuống bán. Bán phải là bán giày dép, rồi bán giấy tờ vàng bạc bên trái, bán đồ chặt khô. Tòa nhà Thanh Đa View. Bây giờ mình phía trước là đường Thanh Đa, tới đường Thanh Đa rồi. Mình vòng qua đường Bình Quế. Dòng lại đi mà, dòng lại sau cái bờ phải ha, bờ phải là bờ trái. Bên trái là bán trái cây, bán trái cây không bánh nè, những cái bánh thời xưa vẫn còn bán, vẫn còn sản xuất các bạn, bánh tay và tay quạt, bánh men, bánh hình có ốc nữa, ăn rất là ngon. Từ xưa thời có thiếu thốn mà cũng có gì ăn á, ăn bánh đó mà về nhà mình quán ra bên trái mình nè. Phải là Quý Công Phương rồi cả đây đi, nhà của Thanh Đa đi nghe nhà quá, cái chung cư thì cũng chợ, chung xuống đường là có chợ, xuống đường là có chợ bán tận nhà luôn ha, những cái cửa hàng như là shop house. Bây giờ thương mại điện tử cũng cạnh tranh lắm, giao hàng tận nơi. Đó bà cụ đi xe đạp đi chợ buổi sáng. Đây bán thịt nè, bán thịt đông người mua ghê. Bán cư xá Thanh Đa những cũ cũ như ngày nào. Mà bán cá đem những cái thùng phi chứa cá. Thank you.
đường này nhỏ quá. Mình là tới đây quay phải đi. Có cầu thang lên nè, cư xá thiết kế có cầu thang lên, rồi cầu thang ở bên hông đó. Những cái tòa nhà sơn đá rửa theo kiểu ngày xưa, nặng từ xưa rồi. Cái này đường bên hông, đường này nhỏ. Trước là cũng gì vậy, cư xá. Chó chạy ớn. Rồi chó dí luôn. Chó nó chạy bữa mình mới bị chó dí theo nữa. Cô chú anh chị các bạn, chó dí theo sủa ghê ghê, vừa dí rượt theo luôn. Hồi xe phải đưa chân lên cao mà sao nó cắn hết chứ. Cư xá Thanh Đa cũng bên đây, đi ngang vòng cái nhà lồng rồi, nhà lồng chợ xung quanh đây rồi. Rồi vừa phải mình tiến tới ha. Rồi tới nhà thuốc Long Châu phía trước, đi thẳng tí xíu tới khúc vô tới khúc Bình Quế đi, vô tới nhà hàng Bình Quế mà quẹo ra nha. Ở trong còn dài lắm, vòng vòng ở trong luôn á, đi như ma trận vậy á. Mình có clip mình quay từ hồi đầu năm nay rồi, mình đi Thanh Đa rồi, clip vòng vòng trong đó. Bữa nào mình rảnh mình đi quay vòng vòng trong đó giúp cô chú anh chị các bạn xem. Cường xa Thanh Đa dài tới đây luôn không? Mà thấy dài không? Cường xa dài tới đây luôn đó, mình quẹo phải mình vòng vòng trong đó nữa. Mấy em sinh viên bán hàng đồ ăn sáng nè. Đây sân cầu lông bên dưới các cô lớn tuổi tập thể thao. Đây là đường Ông Hiệu. Đường Ông Hiệu. Quẹo đây đi. Còn cư xá nè. Và đây còn đường, trong kia hết đường rồi. Quẹo ở đây. Rồi mình đi thẳng các bạn. Đi thẳng lên tới đó. Đi thẳng lên nè. Đây có sân, giữa là bậc kênh. Công viên tập thể thao. Công viên. Đó, sân, cư xá. Cái này có dự án là xây cao tầng đó mà, không nhưng mà không biết chừng nào làm. Lô B cư xá Thanh Đa. Nó lại dòng chợ Thanh Đa. Cá ếch, rau củ quả, gà, thịt.
sáng là phải ra lấy chợ đầu mối, chợ đầu mối lấy xong rồi về bán lại. Bờ trái thì ra hướng bờ trên sông Sài Gòn. Mình đi thẳng ra bờ trên đúng không ha? Thanh Đa này, nhà mình quá Thanh Đa. Chú chó ngồi trước bước làm gì ngồi phía trước nhìn, chắc ta đang chờ mọi người cho ăn, bụi bụng sáng đói bụng. Bày những lô cư xá có những nhà mới tân trang lại, sơn sửa lại đẹp dọc bên đây luôn, mà giống như là những cái chung cư khắp tầng ấy. Gọi là cư xá Thanh Đa nhưng mà thật sự là chung cư khắp tầng. Đây cũng là một cái cửa hàng của Vinh, cửa hàng Vinh A, bên đây là một cái chợ tự phát. Ở đây, đây khu bờ kè nè, thoáng đãng nhìn lại sông Sài Gòn. Những cô chú tập thể dục đi dọc theo bờ kênh. Đây có nhiều chú chó đen quá, chú chó đen quá trời luôn, nãy giờ mấy chú rồi. Đường kè gì mà lớn quá. Khúc này là được cái view nè, view sông Sài Gòn. Nhưng mà buổi sáng mà nắng hướng này thì buổi chiều hướng ngược lại thì nó mát, không bị nắng hướng tây, nắng hướng đông thôi, nhưng mà cái view này mát các bạn. Rồi, chúng ta quẹo ở đây. Đây cũng như có đài phun nước bên phải đúng không? Là cái trụ chứa nước ngày xưa. Bên trái cũng là chung cư Petro Việt. Đó, trường bên đây trường, các cô giáo áo dài, rồi các bạn học sinh vô học các bạn. Giờ 6:45 sáng, trường Thanh Đa. Buổi sáng là giờ là sáng sớm bây giờ cô điểm các phụ huynh đưa đi học, trường học cơ sở. Rồi mình tới trước mình quay phải đi, trước là đường Thanh Đa luôn. Ủa gà quá rồi. Hẻm số 1 Thanh Đa. Có quán cà phê Sơn Dương đẹp quá. Bên trái chúng ta nè, cà phê Villa. Cửa xá Thanh Đa. Bên trái đi các bạn. Bên trái. Rồi mình đi thẳng qua cái đường Bình Quế, mình tham quan cái khu bên kia, cư xá là khu gì. Đó, hai bạn nhỏ được cha mẹ dẫn đi học thôi.
Đây là trường tiểu học Thanh Đa các bạn, bên kia là trường trung học cơ sở, đây là tiểu học. Đây khu trường tiểu học Thanh Đa, đây là khu nhà phố, cái hẻm các bạn, nhà phố nè, rồi trường công đoàn nè. Đây cũng như cái lô trường cơ sở Thanh Đa. Tới cuối đường đi, không có đường đi mà vẹo lên. Nhà nghỉ khách sạn công đoàn các bạn. Cũng lớn à. Rồi, quay lại đi. Có mấy chú chó ở dưới. Nhà nghỉ khách sạn công đoàn. Trường tiểu học Thanh Đa. Thanh Đa các bạn, ở đây mới là trường tiểu học Thanh Đa. Đặt sản cháo vịt Thanh Đa, vô hẻm nhỏ này rồi. Hẻm này là có cà phê. Mình đi vừa trái mình đi thẳng xuống khu Bình Quế đi. Bây giờ là vòng vòng xung quanh cho cô chú anh chị các bạn xem mà. Ở trường tiểu học các bạn nhỏ đi học được cha mẹ chở đi học rất là vui. Tuổi từ lớp 1 đến năm là hồn nhiên vô tư. Trái các bạn, rồi trái thì đi thẳng tới khu Bình Quế đi. Thank you.
khách sạn Trảng Bàng, bánh cuốn nóng 25-20k, ăn một viên dưỡng sinh trị liệu. Đường này rất là trục chính nha, trục chính khu Thanh Đa này vẫn còn rất là nhiều hộ dân trong đây. Còn cái xe đậm nộp không? Đó, xe đậm nộp đi từ Bình Quế, phường An Bảy, Bình Thạnh, đi thẳng vô khu Bình Quế luôn. Tới đó sẽ có ngã ba rẽ vô trái hay rẽ phải, cứ đi vô rồi các bạn. Bộ môn roller sport ở đây là nhiều câu lạc bộ thể thao, câu bộ thể dục thể thao bên trái mình nè, câu bộ thể dục thể thao Thanh Đa. Và mình với nè, mình với ba ngày mình mới qua cà phê xưa, còn mình mới 1 và 2 nữa, thẳng cho đó các bạn, còn một mình với nữa, rồi mình với 3 ha. Cái là những cái cây nhà trồng cây rất là mát, mát rượi luôn. Trung tâm điều dưỡng và cai nghiện ma túy Thanh Đa, ở trung tâm điều dưỡng cai nghiện ma túy nha. Rồi khách sạn nữa các bạn, khu này nói chung ở cũng gần trung tâm nhưng mà tối đi bộ hơi buồn, bộ chỉ có ra đi thẳng là khu cửa sở Thanh Đa thôi. Bình Quế này đi nhanh quá trời nhanh luôn, ớ luôn. Sao nữa là xe đi ngược chiều nữa, cái bếp phía sau à, ớ quán phong cua nè. Đây là trường học. Xe buýt đường nhỏ, xe buýt nhỏ nhỏ, xe buýt bự chào bá luôn, hết cái đường luôn. Nghĩa là nên có những cái xe buýt nhỏ nhỏ, buýt bự quá thì hết đường. Tùy tuyến mà mình sẽ biết bự các bạn. Hồi xưa nhớ là có những cái xe buýt nhỏ nhỏ nha, đi ngang cái xe này ở luôn, mình đi cẩn thận ngã xuống là chưa tùng. Rồi như ở trong các bạn đó, cái khu này ven sông Sài Gòn, cái nhà đối diện ven sông Sài Gòn là trường mầm non.
chính vô Thanh Đa nè, còn nhà dân rất là nhiều. Thẳng vô, đi thẳng vô. Chợ thì ra chợ mà kia thì chợ ở đây nè, tiện hơn à, khu chợ xung quanh đó, chợ bên trái bên phải mình dọc hai cái đường, chợ cá, chợ trái cây là thịt nè, những chợ từ lâu đời mấy chục năm ở đây luôn rồi, từ từ hợp chợ thành cái chợ bự luôn, người này tao bán người kia tao bán là thuê sạp thuê nhà. Đây là khu quy hoạch cho nên nhà đâu được xây cao đâu, nhà xây lập con nhà tiền chế 480 Bình Quế đây, phải là hẻm đường ở trong vòng vòng ở trong á, khu này khu quy hoạch cho nên nhà tiền chế và nó như nhà một trệt và xây con không à, không được xây gạch nữa. Những cái nhà có là những nhà cũ rồi, tình trạng cũ rồi. Đây là trong đây có sân bóng đá, là phim trường này nọ nữa. Bún khu vực bún cá gô đồng, phim trường sân bóng đá, cày sành quá trời. Bình Quế đây, khu Bình Quế một, Bình Quế một, Bình Quế hai hả? Quý chị các bạn thấy cây mát không? Bình Quế một, Bình Quế hai. Đây là hết rồi, mình đi vòng ra đi. Mình mới một còn mới hai, tới kia mình vòng lại các bạn. Đó là hết đường. Xe chạy lớn qua cái lane này luôn. Không nghĩ tới xe phía trước đang đi. Câu cá, đây cũng có hồ câu cá như vậy nè, câu cá giải trí. Xưa đây nổi tiếng là cặp ở Thanh Đa, bây giờ hết rồi. Hết cặp ở Thanh Đa. Bên sông ẩm thực đồng quê. Thánh Tinh Thần Vinh Lành Thanh Đa. Rồi, thôi mình vòng ra đi các bạn. Bãi dưới xe ô tô mà. Đây có bến xe buýt nè. Công ty mô hình kỷ nguyên. Mô hình lớn luôn ha, công ty mô hình lớn luôn. Rồi cuối đường là gì? Đó, ở đây có vẻ là khu du lịch Bình Quế 2 à, khu này khu Bình Quế 2, Bình Quế 1, Bình Quế 2, Bình Quế 3, quán bến sông.
Đúng rồi, xe buýt vô Bình Quế 2. Mình đi nghe 1 Bình Quế 2 rồi các bạn. Rồi bến phà Bình Quế. Rồi mình vòng lại các bạn. Hết rồi. Khu Bình Quế 1, Bình Quế 2, Bình Quế 3. Đây nhiều khu du lịch đó. Bến xe buýt thì vô khu Bình Quế rồi, bến xe buýt đậu xe để chờ tài quay trở lại Bến Thành. Đó, khu du lịch Bình Quế 1, Bến 2, Bến 3 mình đi dọc hết các khu cho cô chú anh chị các bạn xem đó. Rồi mình vòng ra là mình qua cái cầu Thanh Đa là mình hết lộ trình hôm nay nha cô chú anh chị. Chú chó à. Chó này hiền à. Thì đi nó bụng xin ăn thôi chứ không có sổ. Đây là nhà thờ họ Thánh Tinh Lành Chi Hội Thanh Đa. Đây là cây mắc rưỡi à. Đây giống như đi vô đồng quê vậy các bạn. Vô đây là thấy thiên nhiên đồng quê, cách trung tâm thành phố 15 phút, khu đồng quê liền à. Đi thấy liền các bạn. Đây cây cối rồi nhiều à. Còn khu ở trong đó nữa thì có gì mình sẽ đi quay tour ở trong luôn, vòng vòng ở trong cái khu còn có mồ mả nhiều nữa các bạn. Khu đó mồ mả người dân ngày xưa đó. Đó. Khu du lịch Bình Quế đây. Khu chợ xe cứu hộ 112. Thank you.
đầu bán trái cây, bởi trái cây rất là nhiều, bán đồ ăn sáng các bạn, mua trục chính á, trục chính của Panda đường Bình Quế. Những cái nhà cũ cũ những còn ở đây, nhà máy ngói, ngói giống như các tỉnh miền Tây á, cô chú anh chị các bạn. Rồi và cụ đó xe buýt, đường xe buýt là phải đứng ngay trạm nha, ngay trạm xe buýt chứ đứng như đường thì xe không có dừng lại. Cháu lòng mê công bún bầu ấy các bạn, quán không cua này, quán cua nổi tiếng ăn các món gì cua. Karaoke gia đình Thái Anh. Phường 28 khu phố 2, khu này phường 28 quận Bình Thạnh, trung quận Bình Thạnh cũng lớn các bạn, từ cái khu cầu Thị Nghè tới đây luôn á, Bình Thạnh lớn từ cầu Thị Nghè chạy tới đây chạy vòng vòng lên giáp mình gọi giáp luôn. Rồi chúng ta đi thẳng tiếp, cái đường vòng vòng mà dài nãy giờ mình mới qua hai cái Bình Quế, nữa là mình tí vào cái Bình Quế nè, đây thì người ta hay đi thì gần trung tâm các bạn, gần vô trong cái sông xa Bình Quế ba nè, thì xa quá. Trồng cây cảnh, cây cây cảnh khu ở đây thì chưa có những cái thương hiệu nhà hàng ẩm thực ở đây, tại vì các thương hiệu họ cũng tính các bạn mật độ khách tới như thế nào, nào mới đầu tư. Đó.
rồi chúng ta đi thẳng cái đầu cầu của chúng ta hết lộ trình hôm nay, khám phá khu Thanh Đa. Bên trái là cháu Bình Thanh Đa, bây giờ là 7:30 rồi các bạn, 7:30 sáng ngày 7 tháng 11. Mà sau khi cuộc bầu cử ở Mỹ kết thúc rồi, tổng thống Donald Trump tái đắc cử các bạn. Đây là cầu Kinh Thanh Đa đây. Đây cầu Kinh. Cầu này được làm lại các bạn, hồi xưa là một cái cầu nhỏ nhỏ mới làm lại, được nâng lên để làm con đường ven xung quanh cầu. Đi về phải một cái đường đi ra bên đường quốc lộ 13. Đây là cái đường qua quốc lộ 13 khúc cua. Đông xe buổi sáng. Khu chợ đúng không? Thank you.
Đường này là con đường mới làm, các bạn nhìn cái dãy nhà bên trái là nhà mới luôn. Và mở đường ra thì cái dãy nhà mới các bạn. Nhà mới xây ha, bên trái là nhà mới xây không. Rồi chúng ta về tới đường Hồng nó xem miền Đông. Mình đi đường này cũng được, mình đi thẳng dưới cầu. Đi con đường thẳng dưới cầu như cô chú anh chị các bạn xem đi, bọc vòng lại. Có công viên ở dưới cầu. Tầm vu qua đường tầm vu. Đây đường bước ra xem miền Đông nè, có các nhà xe xung quanh đây. Gửi hàng gì mình cũng gửi đây nè, xong rồi họ sẽ chở lên các tỉnh hoặc là các tỉnh trở về. Mình ra đây lấy hàng. Đây quẹo lại được nè, không, đây quẹo được. Đây cũng quẹo lại. Con đường mới mở. Đó công viên ở dưới á. Rồi đi vòng dưới gầm cầu mình chịu các bạn. Vòng dưới gầm cầu mình sẽ đi ra đường Đinh Bộ Lĩnh là mình đi thẳng về đường Biên Phủ là mình hết lộ trình ngày hôm nay. Dây cú dưa hấu 8.000 kg, thanh long nè, dưa hấu nè, dây cú 8.000 kg quá rẻ đâu chứ. Rồi còn 3-4 còn 3 tháng là tốt rồi, nay là cũng là 1.7 rồi. Bên xe miền Đông cũ đó các bạn, bên trái mình đường vô rất là đông xe. Bên xe miền Đông cũ Thank you.
đông xe giờ đi làm. Lá dứa, cà phê, nhiều loại cà phê. Ok luôn đi, quá trời xe luôn. Mình đi Điện Biên Phủ ra nhưng mà quá đông xe các bạn. Đi đường này hồ vô đây mắc rưỡi mình sẽ nắng kinh luôn không. Đây là có những cái tòa nhà cao che bớt mà nắng nè. Rồi về khu Chu Văn An các bạn. Khu xá Chu Văn An. Rồi mua trái cây cũng quét mã thời đại công nghệ. Qua mua thịt ký đi. Đường trước là đường mua thịt ký. Mua tư xá Chu Văn An. À, đường Chu Văn An các bạn. Đường Chu Văn An về cũng được. Bên kia đông xe quá. Thì cái đường Chu Văn An này là cũng mở rộng rồi các bạn ha. Nó lộ trình rất là mở rộng. Thì đó lộ trình mai của Tân Sài Gòn được lắm đến đây là tạm dừng nha cũng có vậy các bạn. Mình đi vòng xung quanh khu Thanh Đa, dòng cửa sổ Đa, dòng tới khu Bình Quế, Bình Quế 1, Bình 2 và dòng 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 hết là khu cửa sổ Thanh Đa rồi. Thì cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã theo dõi. Xin chào tạm biệt các cô chú anh chị và các bạn. Hẹn gặp lại các chú anh chị và các bạn vào clip kỳ sau. Xin chào tạm biệt.